trước đèn xin chuyện Tây Minh gấm cười mà hai chữ nhân tình éo lẻ. Ai ơi lặng lặng mà nghe đất cười ba cái thư sâu rầy này mà qua tới kiểm mà nó rén nó bò qua đây mà nó ăn được nước mà thiệt tình. Trước đèn xem chuyện Tây Minh. Ôi anh Sáu. Thiếp Năm qua chơi á. Dạ chơi gì anh ơi. Ngồi ngồi nghỉ đi rồi uống nước cái thêm ơi. Thôi anh ơi uống nước cái gì. Từ đây qua đây mượn anh cái cưa. Cưa có. Dạ. Rồi ngồi chơi đi rồi tôi làm ba cái cây cối cái rồi tôi lấy cưa cho. Rầu lắm anh ơi, ngồi chơi gì. Em mượn cái cưa về em cưa mấy cái cây măng cụt cho rồi. Gì kỳ hết trời. Tự nhiên nó qua rồi mượn cưa về cưa măng cụt. Đồng công lao bao nhiêu năm trời nay rồi. Đó, vậy đó em hỏi anh bây giờ tự nhiên nó đang sân sẩn anh. Rồi cái là nó lá nó héo khô rồi cái thân nó chảy mũ. Chàng ơi mà anh biết không, tôi nói cái năm rồi á, nó đang sân sẩn á. Mà cái vợ chồng em thu hoạch cho nó quá trời luôn. Coi như là trúng anh. Rồi tự nhiên không biết sao cái mùa này rồi cái nó đổ ra nó vậy đó. Rồi em hỏi chứ bây giờ thôi giờ cưa nó đi rồi lấy làm củi xây ra cái trái nhà sao nấu ăn cho rồi đi chứ để mầm chi rồi đuổi cây này rồi nó lây qua cây khác rồi làm sao. Từ từ không hẳn tin để coi bệnh hoạn nó sao. Tôi tính cái gì đâu mà chưa gì hết trơn đùng đùng để mà cưa trơn cái trời. Bà ơi bà ơi thêm năm qua chơi nè. Rồi đây tôi đây ảnh mới nói em á. Thôi đi em ơi. Ủa thôi giờ năm qua mượn cái cưa chị ơi. Mượn cái cưa mấy cái cây măng cụt nhà em á không biết bệnh hoạn sao giờ chắc dưỡng được nó đâu. Rồi ảnh mới nói em thôi đi qua mượn cái cưa hết cho rồi đầu muốn chết luôn. Bên tôi á thì không có cây măng cụt nào bị chết phỏng hết á. Nhưng đúng mà rồi. Trái nào trái nấy đều bị sâu rầy hết. Tôi nói năm nay không khéo mất mùa nghe. Có cây gì đâu mà mấy bà sao mà lo dữ không biết. Ba cái bệnh lặt vặt của măng cụt đây rồi để rồi tôi lên trạm khuyến đông ở trển tôi lấy thuốc men về rồi tôi chỉ cho ổng được ha trị mà. Bị gì chị bị chết phỏng hả chị? Chết phỏng. Không có phải một cây đâu mà nhiều lắm anh ơi. Thôi mà không có gì đâu mà lo dữ vậy không biết. Sao không trời, lo? Trời ơi. Nói cho mấy người nghe. Em cũng kỳ quá à. Dạ. Kêu qua lấy cái cưa thì qua lấy gì đi về bệnh cưa đại cho đầu đi. Thì không thẳng hỏi thăm chút thì xíu tôi vô tôi lấy cái cưa đây. Bà, cái vụ cưa từ từ tôi nói cho anh Sáu chị Sáu biết. Mấy người chưa nghe vụ gì đâu. Vụ gì? Măng cục của ông bị chảy mũ vàng phải không? Măng cục chảy mũ vàng là chuyện bình thường. Bị bỏ xích, bị đẹp sáp phải không? Cái chuyện gì mà anh qua anh lòng. Nãy anh kêu em qua đây là mượn cái cưa. Dạ đúng. Em qua đây em đi em ghé nhà này nhà kia. Giờ em tới đây em cũng chưa lấy cái cưa đem về đó. Tại tôi đang ngồi kể vụ mấy cái cây măng cục cho anh Sáu Sáu nè. Đó thì vụ đó không có chờ lâu quá. Tôi mới đi thì qua bà coi chạy của U tôi lấy cưa. Trên đường tôi đi qua đây tôi đi ngang nhà bảy lùng. Nói nghi ngút trong mỏ gõ bung 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 bung. Ủa sao không có trong mỏ nữa. Trời ơi tôi vô nó đóng tôi thấy ha. Tôi thấy con Hai Bông, thằng Bảy Lùng với lại thằng Tử. Hai Bông là chị con Ba Bốn phải không? Đúng. Tụi nó làm gì nè. Làm sao? Làm sao? Cảm ơn chị mà nà. Cảm ơn chị mà anh nhớ. Chị mà nhớ nó nà. Chạy à. Chú bị Kawasaki. Là cái gì? Tam bái. Có mình nhìn nó. Chắc mình nhìn mình nhà. Anh đi vô. Chứ mình nhìn nó. Mình nhìn Toyota. Là cái gì? Tứ bái. Anh đi mình nhìn. Có mấy chị à lọ. Chứ mình nhìn mình nhìn. Chị à. Honda. Là cái gì? Thập bái. Chắc mình nhìn. À dạ 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 dạ. Cái mình nói à, ôi trời. Ôi trời. Ai, xong rồi. Ủa, anh làm gì anh Bãi? Làm với cái gì? Thập bái đó. Trời ơi, làm gì dữ vậy anh? Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Rồi, tôi nói chuyện với ổng xong rồi. Trời ơi, thôi
nói cái gì mà tam bái tứ bái thập bái, cô lại muốn quẩy luôn. Trời ơi, xong rồi anh ơi. Xong rồi sao? Em mới nói chuyện rồi. Đại họa tới rồi anh ơi. Cái gì cô nói sao? Đại họa. Là sao tôi không hiểu? Trời ơi, anh biết sao, ông trời ông đang nổi giận. Nổi giận sao? Ông giận là ông Long Dương á. Ông Long Dương á. Ông trời nổi giận ông Long Dương. Ừ. Mà tại sao nổi giận ông Long Dương? Ông Long Dương ông làm cái gì tội mà ông trời ông phạt? Trời ơi, tại năm ngoái anh nhớ không? Ông Long Dương làm lũ lụt quá đi. Bà con với mình lầm than đau khổ than trời. Ông trời ông giáng tận mây ông dòm xuống, ông thấy ông giận. Ông thấy dân làm than ông phải thương chứ, đúng không? Đúng rồi. Ông giận quá năm nay ông triệu ông Long Dương lên rồi. Đó. Triệu Long Dương lên tới trển rồi, đang quỳ gối á, khoanh tay ở trển làm bản kiểm điểm 5 ngày 5 đêm rồi đó. Chết rồi bây giờ sao đại họa là sao đấy? Thì bởi vậy ông thấy thương dân mình quá đi. Thành ra mà ông làm cho mưa nắng là coi như là không còn mưa nữa nha. Không giờ, còn mưa nữa. Đúng rồi, năm ngoái mưa nhiều quá là không còn nữa. Chỉ còn nắng thôi. Đó, cho đất đai mình khô ráo rồi này nó. Đó, bây giờ mình bị hạn hán. Có nghĩa là mấy cái năm trước này là coi như làm lục lội. Nước nồi nó ướt. Bây giờ ông làm cho hạn hán để cho nó khô đất. Khô đất lại. Chết rồi, ông làm chết rồi. Nãy giờ con đứng sao con nghe hết trơn à? Ủa, bộ làng của mình sắp bị trừng phạt gì đó con hai. Ôi, nặng lắm con ơi, ổng giận rồi con ơi, thiên đình nổi giận được con. Trời ơi, hèn chi, con ngủ con nằm chiêm bao con thấy làng mình có người bị trừng phạt đó con hai. Thấy không? Trời ơi, nó nằm chiêm bao còn thấy kìa anh. Cô hai biết ai không? Dễ thương quá. Cô hai biết trời trừng phạt ai không? Ai vậy con? Trừng phạt cô hai á. Trời ơi. Mày mày sao trừng phạt tao? Tại cô nói tầm bậy tầm bạ không á. Tự nhiên cô nói lũ lụt là cô biết sao không? Sao? Tại là do một phần lỗi của con người á, chặt phá rừng bừa bãi mới xảy ra cái nạn đó. Còn cái chuyện hạn hán á là cái chuyện là xảy ra ảnh hưởng của toàn cầu. Tự nhiên cô nói về Ngọc Hoàng, Thượng Đế Long Dương đây. Bởi vậy, công nhận nha anh. Anh có đứa con dễ thương ghê luôn á. Mà anh dạy con cũng giỏi, dễ sợ luôn á. Con cưng mà. Giỏi lắm. Nó hổn thì ớn luôn. Con nít biết cái gì? Sao lại hổn mày? Sao lại hổn như người lớn? Hổn, không phải hổn với em. Hổn với em chịu anh. Em chịu được. Nhưng mà nó hổn với thiên đình. Làm sao thiên đình chịu được? À, mà em nói anh nghe, con cái là mũi dại lái chịu đòn. Nó nói gì là phạm thượng rồi, đúng không? Trời đó, ông trời ông giận. À, là ông sẽ trừng phạt ai? Trừng phạt gia đình anh. Mà người chủ gia đình là ai? Là anh. Thấy không? Vì con anh phải chịu hết rồi, thấy chưa? Cứ bậy bạ đi, mày biết cái chuyện này là cái chuyện thiên cơ. Trời phạt tức là trời giận ông Long Dương. Tức trời mới con nói. Con nói vô nghe nè, trời phạt là phạt cô á. Phạt cô với là cô Ba Bóng á. Ủa sao vậy, sao phạt cô con? Rồi đó giờ toàn bộ là cô với em của cô nói chuyện bậy bạ không, chứ có chuyện gì có đâu. Mày nói bậy bạ gì, người ta nói đúng như gì vậy anh? Con á, hồi đó giờ con không thấy chuyện gì đúng á. Mốt trời phạt cô biết phạt sao? Phạt gì? À, cô đẻ con ra, con cô nó không có lưỡi, hoặc là có lưỡi dài. Lưỡi ta không có lưỡi, không rủa con nói vậy á. Mà cái lưỡi con tao nó dài vậy hả? Giống ông Tiêu á. Trời đất ơi mẹ. Trời ơi, đừng có quýnh nữa. Để tôi dạy dỗ đến đó là con của mày. Im mày nói, con tao với mà. Im nó. Chứ mà rõ giờ con đồn toàn những chuyện bậy bạ, không cho bà con ở đây mê tín dị đoan nè. Tao đồn cái gì mà bậy bạ? Tao nói có sách mách có chứng, không hề đồn bậy bạ. Mày tính đi, mày nói tao bậy. Bây giờ nè, cô nói có sách mách có chứng gì, cô có bằng chứng gì đâu, cô đưa con coi. Thôi được rồi, anh có biết xây dựng con xong chưa? Để tôi nói nè, cái chuyện là chuyện thiên cơ khiến, bà biết thiên cơ khiến không? Con nói hoài ba không có tin gì trời, ba tin cổ không à? Sao không tin? Trời ơi, cái chuyện cổ nói là đúng. Mà ba thấy hồi đó giờ cổ với cô Ba Bóng là bày ra những chuyện gì đâu không mà có đúng không? Cái chuyện của bài đó hồi đó đúng là thành thiên cơ, đôi lúc nó cũng bị ọt rơi chút xíu. Phải không coi báo đài, tivi hả? Mấy trời còn bị lũng tình ô rơi mà cũng ngồi trên thiên cơ. Thôi, mệt quá, tôi không gây lộn gì hết trơn á, tôi mệt quá. Bây giờ nè, cô nói cho con biết, cô nói có sách là mách có chứng, phải không? Con nhìn giùm cô đi, trái này là trái gì? Dễ ợ, trái măng cục. À, trái măng cục nó giỏi, dễ sợ, dạ. Nó nhận ra trái măng cục nè anh. Anh dòm giùm em có trái này trái gì? Cái phần này thì giống trái măng cục nè. Ừ. Còn phần này xưa. Nó kỳ quá không? Ừ, sao kỳ vậy nè? Nó cũng là măng cục đó anh. Nhưng mà nó là măng cục mặt quỷ. Vậy măng cục mặt quỷ là sao? Trời ơi, bởi vậy ông trời ông giận cái thằng này, nó phạm tới thiên cơ, thấy không? Nó ăn nói hỗn hào với trời đất, thấy không? Ông mới cho mình một cái điềm là ông sẽ trừng phạt gia đình anh đó, là ông bỏ cái điềm nó qua cái măng cục này nè. Đó, anh thấy cái mặt giống con quỷ ghê không? À, ông sẽ trừng phạt gia đình anh, nhưng mà không phải một mình gia đình anh đâu. Trời ơi, bà con chồng xóm đã bị chung hết, bị lây.
bị lây vạ của nhà anh, thấy không? Tất cả là tại ai? Là tại nó, tại nó. Mày thấy chưa mày? Mày thấy chưa? Ba bình tĩnh đi, ba nghe con nói nè. Con nói thiệt với cô á, gia đình con không có, trời không có trừng phạt đâu. Gì ạ? Còn cô mới bị trừng phạt. Sao nó lây lên nó trù em hoài vậy anh? Dạy con cái coi. Mày cô, con nói thiệt á, cô chỉ là lừa những người yếu dí như ba con thôi, chứ con cô đừng có hòng. Tao mà lừa mày á, tao nó có sách mắt có chứng là mày nói tao lừa mày á. Mà anh này nghĩ coi, anh nghĩ đi, anh thử nghĩ coi. Không tự dưng mà trái băng cục nó bị vậy, đúng không? Là tại con anh. Hả? Nó hỗn hào, nó phạm thượng, kinh thiên động địa rồi. Con nói với ba nghe, cái vụ đó là có thể là nó bị bệnh hay cái gì đó. Ba cứ tin cậu đi. Cô muốn không con ra ngoài kia con kêu công an xã vô đây cho cô biết. Trời ơi, giờ mày hù công an xã với tao. Trời xin lỗi nghe, công an xã là bạn của tao, tao đâu có sợ. Cái này là tao nói chuyện với trời đó, tao mới biết, phải không? Được rồi, con không tao có hù ở trên mà. Con không có hù ở đâu, con đi kêu nè, ba đó bà nghe cậu đi. Ê, thằng kia, họ lại đi mày, hổng quá, bắt nó lại. Đừng, đứng lại. Trời ơi. Đừng mất dạy. Trời ơi. Mày đi về cuốn đồ về bên ngoài mày ở đi. Trời ơi, có cái gì mà hổng hào quá trời à. Con cái gì là cha mẹ hay đồng bị trừng phạt à? Thứ gì á? Cha mẹ trừng phạt. Ờ đúng rồi. Con cái hỗn hào. Con cái hỗn hào. Măng cục mặt quỷ. Ờ. Anh Bảy. Đó. Thấy chưa? Con nó quỷ vậy mà. Quỷ vậy cái làng này đâu. Trời ơi. Tôi nói giường của anh chị á, tôi không biết làm sao. Giường tôi hả? Trái nào cũng vậy. Chết rồi. Tụi nó cả cái xóm này bây giờ 10 giường hả? 9 giường bị. Ôi thì ông ơi, cái bằng cục ở giường nhà mình đó. Có cái gì đâu mà ông làm quan trọng quá. Mà nãy giờ tôi ráng tôi giọng cái lỗ tai lên tôi nghe, tôi tưởng có chuyện mà trời trời thần đất lỡ mà. Sao nói cái chuyện vậy mà anh nói không trời thần đất lỡ sao được? Có vậy, gì đâu. Vậy là ông chưa nghe vụ ông bà Hồn nói hả? Sao nữa? Chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe là ông bà Hồn nói nè. Ông bà Hồn ông nói báo cô đăng luôn. Ông nói hồi mấy năm trước á là có một con quỷ nó tên là Enina đồ. Hả? Enina đồ mà bây giờ nó quậy lũ lụt ông đâm hết á. Bây giờ con làm sao ếm được nó trời. Con Enina đồ bây giờ nó đi rồi, nó giao được con em, nó là con Enino. Trời đất ơi, ông ơi, là ông làm ơn ông uống tôi miếng nước cái đi rồi ông để cho tôi nói, tôi cắt nghĩa cho hai bà này nghe. Ông lo cái chuyện gì đâu mà ma mà quỷ. Tôi nói mà. Cái gì vậy? Bắt ra mắt cái gì nữa? Cái gì nữa? Cái gì? Nó đánh mày hay mày đánh nó? Vợ chồng sao nữa? Không? Hả? Mà không có đánh. Mà cái này cái khác. Con tin nhà con á, nó bị nó nóng sốt mấy bữa nay rồi. Con biểu ổng á là ẩm nó lên đậm xá khám bệnh xin thuốc, ông không chịu nghe. Rồi ông tin theo lời con hai bông với ba bóng gì đó. Ông nói là tụi nó nói là nó bị ma bắt. Đó, hay không? Đó. Rồi. Con em đi ná đồ nó vô nữa nó. Đó, ông làm ơn nín nó đi. Sao? Tụi nó vẽ đùa gì á bắt nhỏ uống. Rồi bây sao? Giờ mình mày nó đỏ rồi lên nó sốt lên 40 độ. Rồi. Ông thấy vậy ông mới thảy nhỏ xuống mương ngâm nước. Trời ơi. Con cái không có được. Nghe tao hỏi. Nóng 40 độ phải không? Dạ. Trời ơi bà ơi, tôi mấy bữa rồi. Dạ. Rồi. Không được sao ơi, phải chạy tới rồi bưng cái thằng tẩn hơn phút thuốc thì đậm xa. Đi cô ghê là sốt xuất huyết. Nhanh xuất huyết á. Sốt xuất huyết móc xì. Tôi nói cho ông hay nha, ông nào giờ ông mở miệng ra ông nói chị em hai bông ba bóng nói bậy, không tin đồn nhảm. 10 chuyện nó nói là tôi không tin, 8 chuyện nhưng mà 2 chuyện tôi tin. Làm ơn là phước ngồi đây em tôi cái đi. Ngồi cái gì nói cô phân tích ra cho nghe. Trời đất ơi, ba cái bệnh mà rồi người ta nói mới bây giờ mà nó xuất hiện cây măng cụt là mặt quỷ á. Thì nó cũng là một trong những cái căn bệnh mà của cái cây măng cụt. Nhưng mà cái bệnh này nó mới phát sinh. Thì tôi nghe mấy anh ở trên trạm khuyến nông ở trên người ta nói đây là mặc dù là chưa xác định chính xác được nó, chưa có tài liệu nghiên cứu kỹ càng. Nhưng mà rồi đó là người ta cũng hết sức người ta tìm. Rồi thế nào cũng phải có thuốc trị nó thôi. Thôi tôi mệt ông quá ông ơi. Khoa học không cần xác minh. Ba Hồn với hai bóng xác minh rồi. Trời ơi. Con quỷ này ní ná ní nồ nó làm chứ sao. Tôi ní nà ní nồ ông bây giờ. Trời ơi làm hứa nghe tôi nói cái đấy giờ ông làm ào. Chứ coi cái trái măng gì mà lớn gì mà nó quần dồn kỹ mặt y như con quỷ kìa. Ông ma nó mua chứ ai mua, coi như năm nay là thua trắng là có nước là ngậm đấu. Ông bắt đầu ông tin mê tín dị đoan mà tin ma tin quỷ từ hồi nào vậy ông Năm? Mà ông nói vậy thì giờ ông nói gì có theo cơ sở khoa học phải không? Trời bây giờ tôi hỏi ông đây nè, thấy không? Mấy năm nay nè, hầu mấy năm trước chứ,
thì lũ lụt, phải không? Cười lụt hết trơn rồi. Còn năm nay hạn hán này, ông có đọc báo không? Có, sao không có? Ông bà than rang, than rí gì đó. Dê nó không có nước, không có đồ ăn nữa, nó chết đói. Cười lụt hết trơn nè. Ở trên cái miệng mà trồng cà phê gì, trên những vùng cao nguyên gì đó. Cà phê cũng chết, ha. Rồi tiêu cũng chết. Đó, con quỷ này là con quỷ hạn hán nó về nó phá nè. Con quỷ đó là em ông á. Nó mất dịch mất gió bây giờ. Nghe tôi nói khoa học kỹ thuật, cái hiện tượng mà hạn hán rồi lũ lụt này nọ, người ta kêu bằng El Nino với là El Nina. Ni nộ ni nà. Nãy giờ cứ nghe cái cha ba họp đó mà nó xúi dục mà nó tuyên truyền riết là tin ba cái mê tín dị đoan đó. Bữa nào tôi lên công an xã tôi thưa đã là cho rước ông với hai bông ba bóng lên trển họp rồi đi cải tạo luôn bây giờ. El Nino. El Nina. Đó mà hai cái này nó thường xuyên đó là nó hay đi liền với nhau. Hạn hán là cái mưa mà mưa quá trời quá đất, cái rồi nó rút nước không kịp đi, cái rồi cây rừng rồi chặt phá hết trơn hết trọi, cái đâm ra lũ lụt đó. Hai cái này là luôn là ông nói sai rồi. Ba Hồn nói tôi nè, nói sao nói trái đất bây giờ ông trời ông xây cái ông mua kiến đâu, chứ ông xây bít hết cho trái đất, ông có chỗ thoát ra bít hết rồi. Trời đất ơi, tôi mệt không quá mà. Thôi ông ơi, trời ơi, bây giờ tôi nói lại, tôi gom lại cái vụ bà ba cây măng cụt của ông nè. Bây giờ nghe tôi, làm ơn là phước, đừng có chặt, đừng có bỏ gì hết. Bởi vì đó là cây măng cụt bữa hổm là mấy chú trên trà quân ông nói tôi rồi, nó đang phát sinh mấy cái bệnh mới. Tài liệu đưa đây về, ta đang nghiên cứu đây nè, tôi tính tôi lên tôi. Thôi giờ bỏ vụ quỷ ma, tôi bỏ ông mình á. Măng thì đang sẵn sẵn như tự nhiên, giờ năm nay thất mùa. Cái măng dị hộp thiệt đó nha. Trời ơi, sao giờ chạy mũ. Chạy mũ rồi cái ép ra cái muối trong thúi nữa. Có cái gì đâu mà làm dữ vậy không biết nữa. Không phải riêng nước Việt Nam mình, mà không phải riêng cái vùng Bình Dương của mình, mà Thái Lan cũng bị luôn. Thái Lan bị luôn hả? Thái Lan cũng bị luôn. Ôi, ta nói ba cái bệnh mà chạy mũ vàng phải không? Là do làm sao? Do có thể là nước mưa quá nhiều. Nước mưa quá nhiều thì cây nó hút lên mạnh. Nó hút lên mạnh xong rồi đó là nó làm cái tế bào cây nó bị hư, bị bể ra, rồi nó chảy cái đường ở trong cây ra ngoài, nó tạo ra một cái hiện tượng nó làm nó biến thành ra cái mũ vàng dính vô trong cây, rồi nó dính vô trong trái luôn, từ đó nó rỉ ra, mà hả nó rỉ cái mũ vàng nó ra, nó lại có ác thêm một cái nữa là từ đó nó sinh ra cái nấm. Nấm. Thì vừa bị hư tế bào cây, vừa bị chảy đường ở trong cây ra, nó làm thành mũ vàng nó tạo nấm, nấm nó cộng với cây này là hai cái là nó hại ra, nó làm giảm năng suất cây trồng của cây măng cụt. Anh nói vậy tôi nghe kịp à? Bây giờ tôi hỏi anh nè, thấy không? Hồi nãy anh nói mưa nhiều, ẩm thấp rồi mới bị sanh ra cái bệnh chảy mũ vàng, trái măng với muối măng bị suối. Đúng. Sinh ra nấm. Đúng. Năm nay hạn hán ở chỗ miệt mà mình có mưa giọt nào đâu mà cũng ẩm thấp, mà cũng bị quỷ gì mà cứ nói hoài. Quỷ ông á, quỷ hoài. Hạn hán bà con mình mới lo rồi mới là ráng mà tập trung mà tưới, rồi tưới rồi quá trời quá đất rồi nó tràn lan nó hết trơn hết trọi, rồi nó thấm không kịp, nó rút không kịp, thì là nước này là từ khô, từ hạn hán tưới nước quá nhiều, nó đột ngột nó tăng cái lượng nước quá nhiều, cây nó hút lên mạnh, nó cũng tạo ra cái bệnh đó. Thấy chưa? Bởi vì không thẳng, từ từ ta nói cho nghe. Cái gì cái tật của ông sao mà tôi đây nè, ráng giọng lỗ tai lên nghe tôi nói, tôi chỉ ra, tôi đọc cho coi rồi tôi giao luôn cho đi về để mà nghiên cứu. Trời đất ơi, người ta chỉ đàng hoàng đấy nè. Ông giờ nói tới đâu ông có bùa tới đó. Trời đất ơi, sao vườn này nói gì nói chứ còn từ hồi nào tới giờ đâu có đến nổi gì vậy cha. Mà ông tôi nói ông trước ông có chạy khỏi tôi đâu, ông nói rồi đó tôi cũng hỏi ông nữa. Ông nói rồi giờ ông nói vụ trị bệnh sao thuốc men sao. Tôi chấp ông hỏi tới đâu tôi giải quyết tới đó cho ông hết. Nghe chưa? Đây. Bây giờ tôi nói luôn đó là một loạt bệnh của mấy cái cây măng cụt của ông luôn bệnh nè. Mấy chục cây của ông. Ông nói bệnh không có, chưa phát hiện mà sao có thuốc trị, mà giờ không có tài liệu đâu có. Tài liệu này là tài liệu người ta đang nghiên cứu, đang thí nghiệm thuốc, thử nghiệm thuốc. Khi nào mà thấy có hiệu quả tốt đẹp rồi đó là bắt đầu người ta bung thuốc ra là đem về cho bà con mình là sử dụng liền, bán ào ạt ra ngoài. Còn bây giờ là đang nghiên cứu. Đang nghiên cứu, đang thử nghiệm, thấy không? Có thuốc người ta đang chế ra đây nè, đang thử nghiệm. Rồi, nói đi. Cái cây măng cụt bên ông đó, không? Tôi nói có cây đó là bị bọ cánh cứng ăn lá, đúng không? Rồi có. Thấy không? Trái măng cụt hai xuống bị rệp sáp nó bu đầy nhóc ở trên, có không? Nó nhện nhện đỏ luôn, có không? Có. Thấy không? Ta nói đó, chưa đâu. Mấy cái thứ này nó dễ ủi thôi. Bây giờ tôi cho mớ thuốc ông trị ba này trước, rồi còn cái mặt quỷ tôi đến ông sao.
Đẹp sáp vậy hả? Dũng gì? Bị phèn tóc với vi a phát. Phèn tóc vi a phát. Rõ chưa? À. Sáu ăn lá dụng gì? Vi ba su. Vi ba su. Vi phèn sa. Vi phèn sa. Ừ. Bỏ xích dùng cái gì? Vi sơ, vi phát, vi ba sa. À. Ừ. Nhện đỏ dụng gì? Vi mít, mi tắc, vi đi tô áp, dc trong blood. Trời đất ơi, ông nói toàn tiếng ăn lê không, tôi mà mù mịt. Bởi vậy cho nên tao nó mới nổi danh sáu vườn. Tay đã không? Thấy tôi nói tiếng tay đã không? Bây giờ mai mốt là tôi huấn luyện cho phá. Thấy không? Bây giờ đây nè, đây nè. Còn mấy cái bệnh này đó nó dễ ủi à. Tháng thư, mũi đen, đốm rong rồi bệnh này nó dễ trị dữ lắm. Đây rồi tôi lấy thuốc về rồi tôi chỉ ông cái nồng độ pha rồi ông đem ra ông xịt cái nó hết trơn cái trọ chứ không có gì hết trơn á. Rồi thôi, vụ đó là tôi biết rồi. Để tôi lấy tài liệu kỹ rồi tôi về tôi mua lên trên trạm khuyến nông tôi mua thuốc. Ờ. Mà tôi hỏi ông nè. Tôi tức hấp ách chứ. Cái gì nữa? Tôi trồng được một cây măng cục là trần ai khoai củ. Vườn của tôi đó. Tuổi của mấy cây măng cục là tôi nói thiệt là trên 10 năm. Đúng rồi, tôi nhớ cái đợt đó mà ông bắt đầu ông trồng đó cũng cỡ 13, 14 tuổi vậy rồi. Thấy không? Tôi trồng mà năm tôi 13, 14 tuổi rồi. Không phải, đó măng cục của ông. Ờ, tôi trồng đó đó, bà xã tôi phải còn nói ông trồng ông cho cháu bố ông ăn. Tôi nói không dám đâu, tôi vô phân tưới nước ngon lành đó, tôi ăn đây tới đời tôi ăn liền rồi chứ đừng nói cháu cố tôi ăn. Ờ. Thấy xong chưa, giờ tôi hỏi ông thu hoạch ngon lành mấy mùa trước, tự nhiên năm nay ông coi. Mấy cây nứt chảy mũ trong cái thân lá thì nó khô héo từ từ ông bóp cái lá như miếng bánh tráng mà chả nhưng mà phơi nắng mà tôi cứ buổi trưa hè nha bóp cái rạo rớt xuống như cám trời chảy mũ lại chết từ từ chết phỏng chứ chết phỏng là một chuyện cái bên ông tôi nghi á không phải chỉ có cái bệnh chết phỏng không ông còn bệnh gì bệnh bị do thúi rễ thúi rễ thì sao là thúi nước nước sao thúi ô nhiễm nước ô nhiễm bốc xì xin lỗi ông à vườn của tôi hả nước tôi dòm thấy nước trong khe cá sống được ô nhiễm trời ơi nước mấy bữa hạn hán tôi còn quay nước giếng rồi tôi tưới đó trời ơi làm gì mà có cái vụ ô nhiễm là chính cái vụ mà bơm nước giếng lên tưới đó là mà ô nhiễm dữ luôn á cha này cha nói chuyện ăn tét không à nước giếng sao ô nhiễm tôi rút lên rồi tôi cũng nóng nước tôi uống mà tôi mà khẽ nè chứ tôi có gì đâu trời ơi làm phước bỏ giùm tôi ghen đi rồi mà hứng nước máy vậy mà xài mà uống rồi chưa đừng có bơm ba cái nước giếng uống bữa mất dịch không bây giờ tao nói nước nó ô nhiễm hết trơn hết rồi không phải cái vùng của mình đâu nghĩa là cái vùng mà gần thành phố tao còn bị mà cái tầng nước ngầm ở dưới bây giờ nó bị ô nhiễm hết trơn rồi tầng nước ngầm hả ờ mà tôi hỏi ông là mình ở Bình Dương nè à Bình Dương đây nè rồi cái bờ sông đây nè bờ sông Sài Gòn đây nè rồi. Còn bên đây là thành phố Hồ Chí Minh là Sài Gòn hồi xưa á rồi ờ có cái sông này nước sông này nó cũng ngon lành chứ đâu có cái gì đâu mà không nó ô nhiễm nước ngầm nó cũng thấm từ nước sông nó thấm vô dạ thưa anh đúng nhưng mà tôi báo cho ông biết tình trạng báo động nước sông Sài Gòn bây giờ cũng bắt đầu bị ô nhiễm sao ô nhiễm biết bao nhiêu cái nước thải công nghiệp của biết bao nhiêu cái nhà máy ta nó dồn vậy nè mà hả xử lý mà nước thải công nghiệp thì nó tốn tiền quá nhiều có nhiều trang là lén lén là xả đại ra đó mà kiểm tra không hết nó mới thấm xuống dưới cái tầng nước ngầm nó chảy dưới đất nó sâu nút mấy chục thước ở dưới mình đâu có thấy mình khoan giếng xuống nông dân mình nó khoan giếng xuống mới bơm nước giếng lên rồi tưới cây cái nước ô nhiễm cái nước đó nó dơ cái nó vô cây hút lên nó chết từ từ trời đất ơi tôi nói anh nghe nha ông cái vụ mà nước giếng mà ô nhiễm á ha thì tôi đó để ý hổm tôi đọc cái tờ báo người ta nói nước tầng nước ngầm là nó ha à đó cái vụ mà thúi anh nhớ không tôi anh bữa nhậu á anh nhớ không bữa nhậu cá lóc á đang nhậu tự nhiên gió nó thổi bằng cái ao cái tàu của tôi bịt mũi chả kịp á nhớ không không biết cái vụ đó ở đâu phát sinh ra thúi không đúng không rồi tôi nghe họ nói ở đâu bên mé sao bên bển Đông Thạnh là xã Đông Thạnh xã Đông Thạnh bển hả bãi rác ờ đúng rồi có bãi rác bên đó rồi đem rác ra bỏ đó mà mưa xuống chảy nước ra rút xuống dưới tầng nước ngầm chảy vô giếng bơm lên đó trời ơi ông nói vậy là nước ngầm nước sông cũng bị ô nhiễm hèn chi quá hổm tôi thằng Tửng con bởi lùng tôi nói nó ra sông Sài Gòn nó tát có chút xíu mà tôi nói cá quá trời tôi hỏi mình bắt đầu nhiều dữ vậy nó đâu có tát nó đâu có bắt gì đâu nó thấy tôm với cá nổi đưa rau lên rồi nó vớt thôi tôi nói ủa sao kỳ trời sao cái thứ này đáng lẽ nó ở rồi sau rồi sao nó tắt cho tôi mé ô nhiễm đúng anh nói vụ bãi rác Đông Thạnh tôi nghĩ tôi buồn nếu mà nhà nước mà không ngăn chặn kịp thời không giải quyết kịp thời đó chừng năm nữa thôi tôi ông nhảy cái ùm xuống sông Sài Gòn là vớt lên là chôn luôn chôn gì trời đất ơi mời
Trời ơi, thôi đúng rồi nha. Ta thấy là con Tuấn nó bị xuất huyết đó. Bị xuất huyết. Rồi đưa đi chưa? Dạ đưa rồi. Ôi. Ờ rõ trời nói sao? Yên ổn hết rồi. Rồi qua cơn rồi, cũng may là còn kịp đó nha. Tại vì á nó ngủ không có chịu văn mồm. Đúng rồi. Rồi biết sao không mình? Cái lu nhà đó, lu nước đó, nó không có chịu đẩy đâu. Mà nó không có chịu nuôi cá bể màu nữa. Mà em đã nói rồi, hôm bữa em mới nói đó là bây giờ phải làm sạch sẽ chung quanh nhà mình, coi như là làm sạch cái môi trường để cho con muỗi nó đừng có sinh sản. Có chịu nổi không? Đúng rồi. Như vậy nó bệnh vậy thì bệnh sốt xuất huyết chứ còn bệnh gì nữa. Thì bệnh sốt xuất huyết tại vợ chồng nó không kỹ lưỡng thôi. Nhưng mà em nghĩ còn một bệnh nữa. Bệnh gì? Bệnh gì ạ? Bệnh gì? Hả? Anh bệnh gì? Cái đó anh trả lời đó, bệnh gì? Tôi hỏi thử coi chả biết không đi chứ. Bệnh cây măng cụt. Thì bệnh cây măng cụt rồi tôi biết rồi. Biết chưa? Biết rồi. Bây giờ hiểu hết rồi phải không? Hiểu.